lâu thế chứ lị. Bố, bố để điện thoại đâu đấy? Nhà con gọi mãi không được. Bố ạ. Khách người ta chờ cả tiếng đồng hồ rồi đấy ạ. Mày thôi đi. Bố làm sao thế ạ? Bố cứ ký xong đã, rồi bố mắng kiểu gì con cũng xin nghe. Khách người ta chờ lâu, bố vào chậm là người ta lại kiếm cớ bớt xén đấy. Dạ vâng, đúng rồi đấy bố ạ. Mày không nhìn thấy cái gì đây à? À? Tao còn phải thắp hương để xin phép mẹ mày nữa chứ. Tất cả ra ngoài hết đi. Anh thông cảm ạ. Ê, đi ra. Giờ hơi à? Vào thắp cho mẹ anh nén hương. Bây giờ phải tích cực mà nịnh ông già vào để ông ấy ký cho nhanh thì mới được trôi việc chứ. Không đúng à? Im mồm đi. Bà ơi, hôm nay tôi thắp hương là để tạ tội với bà. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm dạy dỗ thằng Bách nên người. Tôi cũng không giữ được ngôi nhà mà vợ chồng mình đã vất vả gây dựng. Mình ơi, mình sống khôn chết thiêng, hãy phù hộ độ trì cho thằng Bách nó tỉnh ngộ, nó quay đầu phục thiện để sống làm người tử tế. Bà nhớ. Tại tôi chiều chúng nó quá. Bà Cúc nói đúng đấy. Ra cứ để chúng nó tù tội, đánh đập một lần có khi đã khác. Nhưng giờ thì đã muộn rồi mà. Nước mắt chảy xuôi, có ai bỏ được con cái đâu. Dù chúng nó có hư hỏng thế nào, thôi tôi chào hai bà. Tôi phải ra bến để kịp bắt chuyến xe. Nếu mỗi một người mà không có những cái góc kỷ niệm này thì chắc cuộc sống nhạt nhẽo lắm bà nhỉ. Không biết là góc kỷ niệm của tôi và góc kỷ niệm của ông có bao nhiêu sự trùng hợp.
nhiều lắm. Chắc phải nhiều như số gạch trên con đường này. Nhưng có điều nó vẫn còn nguyên vẹn, không bị vỡ. Dạo này bà hay đau đầu và ho. Sáng dậy nhớ quàng cái khăn vào nhé. Chịu khó dậy tập thể dục nhiều, tốt đấy. Không có tôi gọi thì bà nhớ để báo thức để dậy nhé. Vâng. Ông cũng đừng tắm khuya, nhất là nước lạnh. Giờ một mình rồi càng không được chủ quan ông nhá. Khi nào ổn tôi sẽ thu xếp lên thăm bà. Bác Tôn. À, chú đấy à. Em nghe cậu Nho trưởng thôn nói bác có ý định hiến đất cho xã làm trường mầm non, mà còn nói là bác đã lên xã làm việc rồi. Nhìn cái mặt bác ớ ra thế kia, chắc thiên hạ người ta lại xuyên tạc. Mà người ta cũng lạ thật đấy, bao nhiêu chuyện cũng nói lại bịa đặt ra cái tin đó cái chứ lại. Không bịa đặt đâu, có thật đấy. Ôi, bác này, hay là vợ chồng thằng Bách nó có chuyện gì mà bác cả nghĩ, đâm ra nghĩ quẩn như thế? Chúng nó không có liên quan gì cả. Đất Hương Hòa thì không ai người ta đi bán. Chú xem tôi từng này tuổi đầu rồi, sống ngày nào biết ngày nấy. Muốn là quyết, thế thôi. Bác mới 70 tuổi, so với ông Bành Tổ ấy, thì vẫn còn là thiếu niên chán. Mình phải phấn chấn lên chứ, tại sao lại có thể suy nghĩ quẩn đến như thế? À, hay là thế này, bác sang nhà em pha một ấm trà mới, có tâm tư gì thì bác nói ra cho nó nhẹ lòng, chứ bác quyết định bất thường như thế này em cứ thấy nó lo lo. Chú không phải lo đâu, mà tôi còn phải ở nhà vì sắp có mấy bà bạn ở thành phố lên chơi, mà chưa biết chừng có khi các bà đến đây rồi đấy. Mà này, thấy nói chú thích trà, tôi có mang một gói trà ngon về, tôi pha nhé. À, thôi. Ngẫm đi ngẫm lại ấy, thì em vẫn không thông cái chuyện mà bác hiến đất đâu. Bác cứ nghĩ mà xem nhá. Đồng tiền đi liền khúc ruột, mà đất thì lại là tiền. Nghe nói xã mình ấy sắp lên phường, giá đất sẽ tăng lên. Bác đang ngồi trên đống tiền tỷ đấy. Thế tôi nói từ nãy đến giờ chú vẫn không hiểu à? Không ai người ta đi bán đất của ông bà để lại cả. Tỷ, chứ đến chục tỷ tôi cũng không bán. Nếu bác không bán thì sửa sang lại cho nó khang trang để mà ở chứ. Thì tôi sẽ làm cái nhà nho nhỏ để thờ. Còn thì một mình tôi ở cả một cái mảnh đất rộng như thế này, nó phí đi chứ. Ngẫm đi ngẫm lại, em vẫn không thông cái chuyện bác hiến đất.